hỏi: Khi Bồ Tát tu khổ hạnh 6 năm thì Ngài đã chứng tới phi tưởng phi phi tưởng rồi, thế sao Ngài không nhớ lại thời Phật quá khứ? Tu tập như thế nào để dễ hơn? Thưa quý vị, Đức Thế Tôn là ai? Ngài là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Mà một vị A-la-hán chánh đẳng giác có đặc điểm là gì? Tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Nếu như mà Ngài cần phải nương nhờ vào một vị Phật quá khứ để có thể chứng đắc đạo quả thì Ngài không thể gọi là A-la-hán chánh đẳng giác, mà Ngài phải tự mình đi, tự mình tìm con đường nha. Nó khác nhau rất là nhiều. Không biết Đại Đức Tề Tường có chia sẻ như thế nào về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái nghĩa mà gọi là tột cùng á, thì Đại Đức hiện tại đã nói rõ, sư cũng hoàn toàn đồng ý. Bởi vì rõ ràng trong cái câu mà Nam Mô Tát Xá, thưa quý vị, Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, nghe câu đó đã quá rõ gì. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Thế như vậy, như vậy. Tuy nhiên, nghĩa tột cùng á là Đức Thanh Tuệ đã giải thích rồi. Ở đây Sư Sư sẽ phân tích khía cạnh mà gọi là cho quý vị hiểu thêm cái việc mà Bồ Tát tu khổ hạnh 6 năm và cái việc mà phi tưởng á, nó có liên quan gì với nhau không? Để rồi ở đây có thể là bạn này hiểu lầm, là hỏi là thế nào nghe là đạt được cái phi tưởng đó, thì là sao lại không nhớ Phật quá khứ tu tập thế nào để dễ hơn. Thì thưa quý vị, thì nhớ không lầm thì trong bài kinh Tương Ưng có một bài kinh mà Đức Phật Thế Tôn Ngài dạy về con đường cổ xưa. Thưa quý vị, thật sự cái con đường cổ xưa, tức là con đường giới định tuệ, là cái phương pháp thực hành mà chứng ngộ, thưa quý vị, giúp Ngài chứng ngộ quả vị chánh đẳng chánh giác, và các bậc thinh văn cũng đi theo con đường đó, chứng ngộ chánh đẳng chánh giác, và các vị Phật độc giác vào thời không có Phật toàn giác thì các ngài cũng đi theo con đường đó và cũng chứng ngộ chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là cái con đường này nè, vốn dĩ là chư Phật trong quá khứ là đã được đi qua rồi, nhưng mà do một thời gian quá dài cho nên bị vùi lấp. Mình phải hiểu là giống như còn ngài á, nghe là mỗi vị Phật, đặc biệt là vị Phật toàn giác và vị Phật độc giác, đó là hai hạng Phật này tự chứng ngộ, nghĩa là tự khai mở ra con đường đó. Cho nên đó, là mình phải hiểu ở khía cạnh như vậy nữa. Còn ở đây sư sẽ nói về khía cạnh Bồ Tát tu khổ hạnh 6 năm là như vậy. Ở đây á, xin thưa quý vị, ở đây á, quý vị phải hiểu cái mà Bồ Tát Gotama tu khổ hạnh 6 năm, đây là một cái quả, thưa quý vị, cái quả phải trả. Quý vị hiểu một điều nè, khi mà cái quả nó nghe, cái quả mà nó chưa chỗ á, mà chúng ta làm thiện nghiệp á, thì khi nó quả nó chỗ nó sẽ giảm đi, quý vị hiểu không ạ? Nhưng mà khi một cái quả đã chỗ rồi thì xin thưa không thể nào thay đổi được. Tại sao sư lại nói điều này? Ví như là dòng họ Thích Ca, cái quả mà dòng họ Thích Ca phải trả là bị diệt chủng, tức là ông vua Quý Đu Đá Phá là ông kéo quả ông diệt chủng, thì ngài cũng đâu làm được, thưa quý vị, ngài không làm được gì hết. Đó là cái quả, hay là cái quả của ngài Moggallana, tức là ngục kiền liên, bị đám cướp khi bằng là nó gọi là nó phanh thây á, bầm nát luôn đó, thì đó là cái quả. Cho nên là đã là cái quả thì không thể nào mà gọi là thay đổi được đó, cái quả đó chỗ không thể nào thay đổi được. Thì cái quả mà Bồ Tát á, tu khổ hạnh 6 năm ở đây là gì, thưa quý vị? Đó là cái nhân trong quá khứ của ngài, là ngài có người bạn. Ở trong bài kinh Trung Bộ, quý vị có thể đọc bài kinh Trung Bộ số 81, bài kinh về Khatikara đó. Thì lúc đó là ngài là
tên là Chu Tiết Ba Lá, thì có người bạn là Khất Tiết Ca Rá là một vị thợ gốm. Thì đó đó, vào thời đó đó có một vị Phật toàn giác, thì người bạn của ngài nè, là người thợ gốm này nè, mới vì cái tình bạn rồi vì lòng thương tưởng, vì lòng bi mẫn á, mới biết đó là có vị Phật toàn giác thuyết pháp, rồi mới lại kiếm ngài để cái bằng giống như là có giống như là với cái lòng nhiệt thành đó, với cái lòng thương tưởng, lòng bi mẫn, cho nên mình là dùng mọi biện pháp để khuyên bảo ngài đi nghe pháp của một Phật toàn giác đó. Nhưng mà sao, nhưng mà ngài 5 lần, thưa vị, 5 lần ngài nói như vậy nè, sư trích bịch tiếp từ cái đoạn này trong kinh Tạng cho quý vị nghe rõ nha. Ngài nói 5 lần như vậy nè, là thôi vừa rồi, cứ nghe thôi đủ rồi đó, thôi đủ rồi, thôi đủ rồi bạn Khất Tiết Ca Rá ơi, ý kiến sa môn đầu trọc đó như vậy để làm được gì đó, mà nói 5 lần như vậy đó. Thì cái nhân này nè, cái năng nhân nó 5 lần nè, khiến cho ngài cái quả mà phải chỗ, nó phải chỗ nè, là khiến cho ngài là phải nha, chỉ phải dùng từ phải nha, phải 6 năm khổ hạnh, thưa quý vị. Mà quả đã nói là quả chỗ thì đại sư đã nhấn mạnh lên rồi, không thể nào thay đổi được, thì làm sao mà mình nói là ở đây là mình nói là cái việc phi tưởng, chứ phi tưởng rồi sao mà lại không nhớ. Lại với sư nhấn mạnh một điều này nữa, cái việc mà chứng phi phi tưởng xứ cũng không có liên quan gì với việc nhớ, thưa vị. Cái việc nhớ là cái việc chứng thần thông, chúng mà chứng thần túc thông, mà xin thưa quý vị, mà cái việc mà chứng lại chứng thần thông mà nhớ lại kiếp trước cũng tùy vào năng lực của mỗi người nữa. Giống như là thí dụ một đạo sĩ bình thường mà chưa có gọi là đắc đạo đắc quả đó, một vị đạo sĩ bình thường mà tu tám thuần thục tám tầng thiền rồi tại lại thuộc cho siêu cho thuần thục thần thông, thì cái số lượng mà cái lượng kiếp trong quá khứ mà nhớ lại nó cũng có giới hạn, mà chắc cũng khoảng chưa đoán, suy đoán nha, cái nghĩa là đạo sĩ thì trong kinh điển không nói rõ, nhưng mà suy đoán chắc khoảng cao lắm, chắc khoảng 300 400 kiếp. Rồi các ngài thánh tăng, các ngài đệ nhất thì đôi khi nhớ lại một có thể là 100 ngàn kiếp, 200 ngàn kiếp đó. Rồi năng lực Đức Phật đó, thì nhớ là vô vô hạn lượng kiếp. Cho nên là một lần nữa trước khi kết thúc câu hỏi này thì xin nhấn mạnh lại cho quý vị hiểu là cái việc mà Bồ Tát Gautama tu hạnh 6 năm đó là cái quả phải trả, cho nên là không thể nào thay đổi được. Và còn một chi tiết này bà sư cũng nói rõ cho quý vị luôn, là trong chú giải có nói và trong Milinda Vấn Đạo cũng có nói đó, là Đức Phật Gautama mình đây là một trong những vị Phật toàn giác mà tu khổ hạnh, mà gọi là giống như đệ nhất trong các vị Phật toàn giác, thưa quý vị, và cũng thời gian gọi là lâu nhất đó. Còn các vị Phật trong quá khứ hay trong tương lai đều phải tu khổ hạnh đó. Còn cái ý nghĩa tu khổ hạnh này là nó rất là sâu xa, thì hôm nào sư sẽ giảng rõ thêm đó. Rồi cái vấn đề thứ hai là cái việc mà chứng phi tưởng nó cũng không có liên quan gì với vị. Khi ví dụ mới bị nói đất đất thần thông, mà thần thông thì còn chấp nhận được, mà ngay cả thần thông cũng vậy, cũng nếu mà là chưa phải là thánh hay là một vị Phật toàn giác thì cái khả năng hạn lượng nhớ cũng vài kiếp thôi đó. Thì quý vị nên ghi nhớ cái điều này để mình tránh mình hiểu lầm cái việc mà Bồ Tát tu khổ hạnh 6 năm với phi tưởng, nó hai khía cạnh, hai phạm trù nó khác nhau, quý vị, nó không liên quan. Xin kết thúc câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.